lãnh đạo mật vụ Mỹ không từ chức sau sai sót bảo vệ ông Trump. Giám đốc sở mật vụ Mỹ thừa nhận cơ quan đã thất bại khi để lọt tay súng đe dọa ông Trump ở Pennsylvania, nhưng quyết không từ chức. Kimberly Trito, giám đốc sở mật vụ Mỹ ngày 15 tháng 7 thừa nhận trong cuộc phỏng vấn của đài ABC rằng công tác bảo vệ cựu tổng thống Donald Trump tại Pennsylvania là không thể chấp nhận được và cam kết không để diễn ra sơ suất tương tự trong tương lai. Bà Trito đưa ra phát biểu vài giờ sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã gọi vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump giữa sự kiện vận động tranh cử ở Butler vào ngày 13 tháng 7 là thất bại an ninh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1981 có âm mưu ám sát nhắm vào một ứng viên Tổng thống Mỹ. Nghi phạm 20 tuổi Thomas Matthew Croft đã nổ súng từ mái nhà cách sân khấu khoảng 120 mét nghi phạm bắn sượt qua tay phải của ông Trump khiến một người trên khán đài thiệt mạng và hai người khác bị trọng thương trước khi bị tiêu diệt. Giới chức Mỹ cho rằng kế hoạch an ninh của mật vụ Mỹ và cảnh sát Butler đã xảy ra sơ suất nghiêm trọng khi để lọt một điểm quan sát nhạy cảm như mái nhà gần khu vực meeting. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với ABC, Chito giải thích rằng mật vụ Mỹ chỉ có trách nhiệm bảo vệ ở vành đai trong, tức khu vực phía tiếp cận cựu Tổng thống Trump, tòa nhà mà nghi phạm sử dụng để làm điểm ngắm bắn thuộc phạm vi trách nhiệm của cảnh sát địa phương. Chúng tôi đã nhờ đồng nghiệp địa phương đảm bảo an ninh vành đai ngoài, có cảnh sát địa phương trực trong tòa nhà đó, cũng như chịu trách nhiệm an ninh ở khu vực quanh tòa nhà. Bà tiết lộ, phản hồi những bình luận rằng đặc vụ phản ứng quá chậm khi người dân phát hiện nghi phạm. Giám đốc Kimberly Chitor khẳng định đơn vị bán tỉa đã đưa ra quyết định trong tích tắc để nổ súng vô hiệu hóa tay súng. Các bước tìm kiếm vị trí nghi phạm, xác định nghi phạm, nhận diện mục tiêu và vô hiệu hóa mối đe dọa đều diễn ra trong thời gian rất ngắn, tình thế khi đó rất khó khăn. Bà nói, Giữa sức ép từ các chính trị gia Đảng Cộng Hòa và truyền thông Mỹ về thất bại của mật vụ Mỹ, Giám đốc Kimberly Chito khẳng định bà không có ý định từ chức vào thời điểm này do không muốn xáo động các kế hoạch bảo vệ yếu nhân chính trị trong mùa bầu cử Tổng thống. Twitter cho biết đã lập tức trực tiếp đánh giá lại các đội bảo vệ chính trị gia Mỹ sau sự việc ở Pennsylvania. Bà kêu gọi người dân Mỹ giữ niềm tin và năng lực của cơ quan mình trong đảm bảo an ninh cho Tổng thống và các cựu Tổng thống Mỹ. Mật vụ Mỹ là cơ quan phi chính trị, sự an toàn của mọi người là vấn đề phi chính trị, cơ quan chúng tôi tập trung đảm bảo điều đó. Bà nói, đồng thời bác bỏ những tin đồn rằng đội bảo vệ ông Trump đã đề nghị được bổ sung nhân lực và nguồn lực nhưng bị từ chối. Giám đốc Kimberly Chito sẽ điều chân chức Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 22 tháng 7 xoay quanh những lỗ hổng an ninh trong bảo vệ ông Donald Trump. Cơ quan này phải nộp báo cáo toàn diện cho Hạ viện Mỹ trước ngày 29 tháng 7, bao gồm danh sách phân công đặc vụ và cảnh sát ở sự kiện, mọi ghi âm liên lạc trong sự kiện và tất cả chỉ thị từ lãnh đạo Sở Mật vụ Mỹ liên quan đến vụ nổ súng. Sở Mật vụ Mỹ cũng sẽ hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Nhà Trắng. Bộ trưởng Mayorkas cho biết, cuộc điều tra sẽ được dẫn đầu bởi quan chức không thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và không nằm trong đội ngũ chính phủ, tránh mọi hoài nghi về tính độc lập của cuộc điều tra. Tỷ phú Elon Musk cam kết tài trợ 45 triệu đô trên tháng giúp ông Trump tranh cử. Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 16 tháng 7 cho hay, người giàu nhất thế giới Elon Musk tiết lộ, ông dự định tài trợ khoảng 45 triệu đô trên tháng cho America PAC, một tổ chức kín chuyên hoạt động ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tỷ phú Musk được cho là đã đóng góp cho America PAC. Tuy nhiên, doanh nhân gốc Nam Phi này không được America PAC liệt kê trong hồ sơ công bố hôm 15 tháng 7 cho thấy họ đã huy động được hơn 8 triệu đô. Cuối tuần trước, Reuters dẫn nguồn thạo tin cũng nói rằng, ông chủ Tesla đã quyên góp cho America PAC, song không nêu rõ số tiền tài trợ. Ông Musk luôn tự nhận là cá nhân độc lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay ông cũng từng tuyên bố sẽ không hỗ trợ cho ứng viên tổng thống nào, kể cả ông Trump hay ông Biden. Thay vào đó ông đặt mục tiêu sử dụng ảnh hưởng của mình để gây trở ngại cho chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden bằng cách thu hút sự ủng hộ của các đồng minh có ảnh hưởng. Tuy nhiên gần đây tỷ phú Musk bắt đầu công khai ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Vào ngày 13 tháng 7, không lâu sau khi ông Trump bị ám sát hụt khi vận động tranh cử, tỷ phú Elon Musk đã bình luận trên mạng xã hội rằng: "Tôi hoàn toàn ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và hy vọng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục." Ông Musk cũng đăng tải hình ảnh chia sẻ rộng rãi cho thấy ông Trump được các nhân viên mật vụ hộ tống rời sân khấu sau tiếng súng vang lên. Bức ảnh cho thấy ông Trump với máu trên mặt nhưng vẫn sơ nắm tay lên không trung, phía sau là quốc kỳ Mỹ tỷ phú Musk bình luận, lần cuối cùng nước Mỹ có ứng cử viên cứng rắn như vậy là Theodore Roosevelt. Gần đây có đồn đoán rằng ông Donald Trump đang xem xét mời tỷ phú Elon Musk làm cố vấn chính sách nếu ông đắc cử vào tháng 11. Tài sản của ông Trump tăng lên 1,8 tỷ đô sau vụ ám sát hụt. Theo Telegraph, cổ phiếu công ty truyền thông và công nghệ Trump, công ty mẹ của mạng xã hội Truth, đã tăng lên 47% sau tin tức ông Trump thoát âm mưu ám sát bằng súng tại cuộc vận động tranh cử hôm 13 tháng 7 tại Pennsylvania. Điều này giúp tài sản của ông tăng lên khoảng 1,8 tỷ đô. Ông Trump sở hữu khoảng 60% cổ phần công ty, với 114,8 triệu cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu này chiếm phần lớn tài sản dòng của ông Trump mạng xã hội Truth được thành lập sau khi ông Trump năm 2022 bị cấm sử dụng Twitter, này là mạng xã hội X thuộc sở hữu của tỷ phú Musk. Hôm 15 tháng 7, hai ngày sau vụ bị ám sát hụt, ông Trump chính thức nhận được đề cử của Đảng Cộng Hòa trở thành ứng cử viên đại diện tranh cử Tổng thống vào cuối năm nay. Ben Lider, chiến lược gia tại công ty đầu tư chứng khoán Bradicos BBA cho biết, còn gần 4 tháng nữa mới đến cuộc bầu cử và mọi thứ có thể thay đổi, nhưng hôm nay thị trường đang đặt cược vào ông Trump sẽ thắng cử. Thông tin được giữ kín sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Hôm 15 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu xuất hiện cho công chúng tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, sau khi thoát vụ ám sát trước đó hai ngày. Ông xuất hiện với tay phải được băng bó. Ngay sau vụ việc hôm 13 tháng 7, ông Trump đã thông báo việc ông bị một viên đạn xuyên qua vành trên tay phải. Ông được đưa vào bệnh viện để sơ cứu và chụp chiếu. Đến khoảng 18 giờ 42 cùng ngày, đội ngũ của ông Trump chỉ đưa ra thông báo ngắn gọn rằng ông vẫn ổn mà không tiết lộ liệu cựu tổng thống đã phải thực hiện những xét nghiệm nào, được điều trị ra sao và mức độ vết thương có cần theo dõi chặt chẽ hay không. Tuy nhiên đến nay thì thông tin về tình trạng cụ thể của ông Trump vẫn được giữ kín. Cả chiến dịch tranh cử của ông lẫn bệnh viện nơi ông được điều trị ở Butler, bang Pennsylvania đều không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các điều trị, chẩn đoán hoặc tình trạng của cựu tổng thống. Người phát ngôn của bệnh viện Butler Memorial, Tom Chakura nói với Daily Press hôm 15 tháng 7 rằng chúng tôi tạm thời chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Việc bệnh viện đến nay không cung cấp thông tin công khai cho thấy rằng họ vẫn đang giữ thỏa thuận bảo mật với ông Trump. Ông Trump đã nói với những người chúc phúc và giới truyền thông bảo thủ rằng ông không thể tin rằng mình còn sống. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Washington Examiner, ông đã bị một viên đạt xịt qua. Đó có thể là một đòn chí mạng vào hộp sọ nếu ông không quay đầu lại. Kể lại chi tiết vụ ám sát hụt, ông Trump cho hay ông thoát chết nhớ nghiêng đầu sang phải xem màn hình chiếu bản đồ với người nhập cư. Nếu tôi chỉ quay nửa chừng, nó sẽ chạm vào phần não sau, xuyên qua hộp sọ. Do bản đồ ở trên cao, nên lúc đó tôi đang nhìn lên. Xác suất để tôi thực hiện một động tác nghiêng hoàn hảo có lẽ chỉ là 1 trên 10 của 1%, nên lẽ ra tôi đã không thể có mặt ở đây điều kỳ diệu nhất là tôi không chỉ nghiêng mà còn nghiêng đúng lúc và vừa đủ ông trump nói ông chia sẻ thêm tôi không nghĩ mình còn có thể ngồi đây mà trò chuyện tôi cứ nghĩ sẽ chết bác sĩ ở bệnh viện nói ông ấy chưa từng chứng kiến trường hợp nào như vậy và gọi đó là phép màu có thể do may mắn hoặc nhờ chúa nhiều người nói rằng nhờ chúa mà tôi vẫn còn ở đây theo nguồn tin an ninh, tay súng đã sử dụng súng trường loại AR để nhắm bắn ông Trump từ một mái nhà cách nơi ông phát biểu khoảng 120m đến 150m. Đây là một trong những loại súng phổ biến và chết chóc nhất ở Mỹ. Loại súng này có tầm bắn hiệu quả khoảng 450 đến 750m. Một bức ảnh do phóng viên Dow của New York Times chụp lại dường như cho thấy đường đi của một viên đạn xuyên qua tay phải của ông Trump từ phía sau. Ông Trump được hủy vụ truy tố về xử lý tài liệu mật. Thẩm phán ở Florida đã bác bỏ vụ truy tố cựu Tổng thống Donald Trump về cáo buộc xử lý sai tài liệu mật. Vấn hàng chục nhân chứng, bao gồm các trợ lý cấp cao của ông Trump và nhân viên tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida. Cựu tránh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadow đã được coi là nhân chứng quan trọng, đã làm chứng trước Đại hội Thẩm đoàn Liên bang về việc cựu Tổng thống xử lý các tài liệu mật, cũng như nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông Trump khẳng định ông không phạm tội vì tư cách là nguyên thủ quốc gia. Ông có quyền giải mật tất cả các tài liệu mà ông sở hữu. Tuy nhiên, quyền lực này không áp dụng cho các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hạt nhân mà theo bản cáo trạng được tìm thấy tại Mark Alago. Ông Trump bị cáo buộc giữ lại bất hợp pháp các tài liệu mật của chính phủ sau khi ông rời Nhà Trắng, cố ý đưa các tài liệu mật cho những người không có thẩm quyền và cản trở công lý khi các cơ quan liên bang yêu cầu trả lại tài liệu. Theo cáo trạng, các tài liệu ông trump giữ trái phép sau khi rời nhiệm sở gồm thông tin liên quan đến khả năng phòng thủ và vũ khí năng lực hạt nhân của mỹ nguy cơ mỹ và các đồng minh bị tấn công quân sự cũng như kế hoạch trả đũa theo washington post một số tài liệu liên quan đến bí mật hạt nhân của mỹ chương trình tên lửa của iran và hoạt động tình báo của washington ở trung quốc một nguồn thạo tin của CNN hé lộ, ông Trump đưa ra đề nghị liên danh tranh cử với ông Vance chỉ khoảng 20 phút trước khi công bố trên mạng xã hội chưa sâu Đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử ông Trump làm ứng viên tổng thống năm 2024 của đảng sau cuộc bỏ phiếu điểm danh tại đại hội. Đây là lần thứ ba kể từ năm 2016, cựu tổng thống Trump được đề cử vào vị trí này. Ông sẽ chính thức nhận đề cử trong bài phát biểu vào tối ngày 18 tháng 7. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 ở Milwaukee, bang Wisconsin. Tại đây, thì các bang công bố số lượng đại biểu ủng hộ cho mỗi ứng viên. Ông Trump cần tối thiểu 1.125 đại biểu ủng hộ để trở thành ứng viên của đảng. Trong năm nay, việc này chỉ mang tính hình thức vì ông Trump là ứng viên duy nhất còn tham gia vào cuộc đua tới ghế tổng thống của Đảng Cộng Hòa sau khi các đối thủ của ông lần lượt tuyên bố dừng tranh cử trước đó. Trước khi đại hội bắt đầu, ông Trump nói rằng vụ nổ súng hôm 13 tháng 7 đã khiến ông phải viết lại bài phát biểu tại đại hội. Vụ nổ súng khiến ông Trump bị thương ở tay phải, trong khi một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương. Lính bắn tỉa ở nóc nhà phía đối diện đã bắn hạ tay súng chỉ bằng một phát đạn. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI hôm 14 tháng 7 nhận định, nghi phạm đã hành động một mình khi tìm cách ám sát cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử. Động cơ gây án của nghi phạm hiện chưa được công bố. Giới chức Mỹ cho biết, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.